rất quý xinh đẹp của người đẹp Luna. Một chàng vỗ tay à. Em ơi, để đáp lại tình cảm thân thương mình giờ mình chào đi. Mình cảm ơn khán giả nha. 2, 3. Cảm ơn. Rất vui. Còn miếng giống vỏ quả kìa. Và kính thưa tất cả quý vị, ai có vé trên tay ủng hộ vé ngay vào loại này nha. Và đặc biệt ngày mai với đêm nhạc hội song ca của đoàn cùng với khán giả, thì khán giả mình nhớ đón xem. Đặc biệt chủ nhật với chủ đề bước nhảy hoàng vũ của đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời, khán giả nhớ đón xem. Và ngay từ bây giờ ai có vé trên tay bắt đầu chuẩn bị dò số. Mấy gì đây? Mấy gì ra ba gì đây? Ba gì ra cái này ba gì ra cái này ba gì đây? Ba gì ra cái này ba gì ra cái này ba gì ra ba gì ra ba gì ra. Số gì đây, cái mười gì đây, mười gì ra, cái mười gì đây, mười gì ra. Tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám, em cài mái tóc gọn gàng đi từng bước dân vàng. Trẻ trung đôi mắt em mở to, trong dáng hàng mi rất nắm. Ơi hồi, không không lưng em áo bà ba, dây em căng lên với thằng da. Nào ai có ngờ tiền phương tái đạt chẳng ai khác là em đấy mà. Còn mười ba, 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 mấy gì ra, còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh cho em mượn, anh giúp anh giả bộ là con gái đi nha. Tới cái bài của em mà không có ai con gái hết trơn. Cho mượn xong rồi em hại anh. Không, em hại anh luôn. Cái áo của anh mình rất là cảm thương. Trời đất, chắc tao chết rồi. Dạ dạ. Bay đi, bạn đi. Ta dù quên hay nơi chiến trận, cũng không đưa nàng sang ngô cho phù sai chiến đó. Mấy gì ra, số gì ra. Em tính là không đưa bà ra ngô. Mà bà nói cái kiểu đó thôi đưa đi cho rồi. Để làm gì vậy? Ok. Không thể nào ta đưa nàng sang ngô. Cứu gian sang tả chi thân này. Tình ta mong nồng tâm đồng khi cánh. Ngàn kia không phải cỡ sao ai thay già. Ta sẽ tìm quân dương chớ lòng nàng công tâm. 45, 45, 45, 45 mấy đâm heo mấy gì ra vô mấy gì ra. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang đâm rên phía trong tâm hồn của tao. Con số sáu, con số sáu. Ê bài mới đó chị, bài mới đó. Anh chạy vào luôn á. Bị chửi quá mới lòi ra được bài mới. Mới hát luôn á, mới tập luôn hả? Mới tập hồi chiều. Bữa bữa là chạy quán quân là năm mấy? Không nói bả thì bà nội. Áo quân kìa. À, áo quân hai năm rồi. À gì đó hả? Mày trái tim gì này đây? Đang khổ đau, trái tim này đang buồn sầu, trái tim này đang gớm máu. Đó ông, còn hai không, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, cái hai gì đây, cái hai gì đây, cái hai gì đây, hai gì đây à? Cái duyên ba sinh, cái nghiệp mà vốn tình bởi cái cảnh gia đình điệp mới đành xa lang, tình lang tiếc ta nói ra mà không dám. 28, 28, 28, 28 con là ngày nhỏ, 28 mấy thì sao? Mày gì ra đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Là vấn đề chuyên môn chuyên nghiệp nè. Mẹ hát đèn ở đây lên trong cỏ như cái gì nha. Ừ, ghê chiếu Cà Mau còn cắm sao trên bờ kinh ngà. Em ca gì sai rồi, im đi, tôi ca cho hết câu đi. Mày nói em ca gì chị bỏ em quê Cà Mau chị luôn đó. Ca lại ơi, ca lại phải không? Ghê chiếu Cà Mau còn cắm sao trên bờ kinh ngà. Rồi sao nữa? Bảy cô bóng năm xưa sao không thấy ra. Chào vậy. 27 27 27
gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Từ miền Nam đi bộ ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miền vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang mà anh khớm, không sao câu hò điều lý bớt nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao mà chập trùng, đưa nàng về trên táo xuyến lý chung tình. 59 ngõ phố đầy hành lý anh mang, ngõ phố cầm hương giấc mưa, nhìn nước sữa cháo chân trùng, lòng lo lắng không yên, đường thính kinh còn xa. Ngõ không, con hãy bắt mày yêu quái cho ta. Yêu quái, bắt nó đi con, bắt nó, lột tóc nó ra con ơi. Mấy gì ra cứ đen, mấy gì đây xuống gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Dậy đi em đừng ngủ mà dậy chưa, dậy ra có vàng mưa xa qua. Má ơi lấy cắn cho bầu thắm thương buồn, người ta đi về mi nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa qua. Cớ sao anh còn nhớ thương ai? Con số 2 Mày ơi, bữa nay ngày hỏi đám heo đẹp lắm. Con số 2 mấy gì ra, mấy gì đêm, mấy gì ra của hôm nay nha. Nghe tiếng em ca trên dòng sông dậy phong, lòng lần lần như giấc mộng chưa tàn ở tầng sông. Kính thưa quý vị, con số 17 21 được giải quý vị nha.